Mà bây giờ không bỏ chẳng lẽ bây giờ người ta gọi cậu là mẹ đơn thân các thứ đó, tôi không chịu được. Hay là cứ bảo là con tôi đi, để mà nuôi chắc giờ tôi nghỉ công việc các thứ, tôi kiếm công việc mới chắc đủ sống á. Xuất sắc mẹ luôn. Về tất cả những cái thứ mà tôi được và tôi mất thì cần cậu hơn. Konnichiwa, mình là Anin đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết tất cả những video từ trước đến giờ của mình. Các bạn nhớ sub kênh, cho mình một nút like và một lượt bình luận nếu như mà các bạn muốn yêu cầu mình làm một điều gì nhé. Clip lần trước mình đã cho Nghiêm là mình có thai 4 tháng cùng với người yêu cũ của mình. Thì bạn ấy khá là hoảng hốt. Nhưng mà ngay sau đó thì bạn đã mời mình chơi một trận game khác. Và mình khá là ngạc nhiên đối với quyết định của bạn ấy. Các bạn xem sau video này nha. Bao giờ là cậu sẽ không nói chuyện với tôi nữa. Bao giờ là cậu sẽ block tôi mà. Gì đâu. Quay lại làm gì? Tôi quay lại đâu vì cậu đâu, cậu đừng nghĩ thế. Tôi quay lại vì game thôi. Tôi thích chơi game thôi. Ồ, mẹ hả? Buồn à? Đang buồn à? Không, đâu buồn đâu. Nhất mà. Thì đùa chứ, tôi sợ đang kiểu cũng muộn rồi. Mà mấy bà bầu thường kiểu người ta bảo mấy bà bầu tính khó chịu lắm. Lại ngồi nghĩ quần mệt á. Đâu nghĩ quần gì đâu, không có gì. Tôi vẫn nuôi con tôi sống tốt thôi, có gì đâu mà. Bình thường mà, nói chung thì cũng lớn rồi ấy. Mấy cái chuyện này với tớ cũng không có gì gọi là ấy cả. Mình gây ra thì mình chịu trách nhiệm thôi chứ. Biết sao bây giờ. Trải ghê vậy, đừng nói là mẹ có tầm mấy chục cái bầu rồi chứ. Này tôi đang buồn đấy nha, đừng có mà khịa. Ai biết, ai ở cậu nói chuyện kiểu như cậu đã từng mang chục cái bầu ấy, ai biết được. Hiểu kiểu gì? Thì thôi, mấy cái bầu thôi mà, gì đâu mà căng. Ai mà chẳng có bầu. Đúng rồi, ai mà chẳng có bầu. Hơi sốc thôi, hơi sốc văn hóa thì thôi gì đâu. Nhớ với một thằng mẹ chưa biết hôn là gì như tôi thì có bao giờ nghĩ đến chuyện có bầu đâu. Thôi, mày đừng có bốc phét. Thế bây giờ cậu nghĩ dần đi. Tại vì sau này người yêu cậu vợ cậu cũng sẽ có bầu thôi. Còn cơ hội yếu nữa đâu mà nghĩ người ta có bầu thật lắm rồi nè. Ai cả đấy. Ai á? Là cậu cũng làm người ta có bầu rồi hả? Thì con nào là người yêu tôi, con nào có bầu? Thế con hỏi nữa. Con nào vừa kêu có bầu? Vẫn nhưng mà cậu bảo cậu không chấp nhận mà. Gì chấp nhận trời. Người yêu vẫn là người yêu. Nhớ đâu bố nó đòi con thì sao? Gì? Bố đòi con thì trả bố nó càng tốt, đỡ mệt. Cái gì? Đừng ngon nó đòi ý, mía. Đòi mía đi, tôi lấy đứa mẹ được rồi. Quá giàu luôn. Nhưng mà cậu vẫn muốn nuôi con đúng không? Tôi phải chịu trách nhiệm chứ, tôi đâu như bố nó được. Thì cái này hơi khó, bây giờ nếu bố nó đòi thì chắc là liên quan đến phóng luật pháp luật thôi à, tại vì tôi là người không có quyền. Hiểu không? Mình có thể không quan tâm đến những cái chuyện sau này được không? Mình chỉ quan tâm đến những cái chuyện ngắn thôi được không? Tại vì đầu tôi bây giờ nó rối lắm. Tôi không nghĩ được sau này nó sẽ như thế nào, sẽ ra sao ấy. Tôi chỉ nghĩ được bây giờ tôi phải sống sao thôi này. Lần nãy cậu bảo là bố nói là không nhận nó đúng không? Nãy cậu nói á. Người ta nói nặng nề lắm. Người ta nói nặng nề lắm. Kiểu cũng xem clip của tôi với cậu á. Nghĩ là không phải của người ta. Nên là người ta mía ý là nó. Ý nó là tôi làm gì cậu lúc này á. Đúng kiểu có tiếng mà không có miếng ý. Cay là chứ. Thật ra thì người ta cũng chỉ lý do thế thôi. Chứ nghe giọng là biết người ta cũng không có muốn nhận con rồi. Mà tính tôi thì cậu cũng biết đấy. Ai mà không thích một cái gì tôi cũng không có ép. Tôi có thể nuôi mình mà. Nuôi mình hơi mệt á. Cậu còn bị đồn các thứ nữa. Không sao á. Bây giờ xã hội cũng phát triển hơn trước rồi ấy. Tôi nghĩ là mấy bà hàng xóm không bao giờ phát triển hết á. Xã hội có thể phát triển nhưng mà mấy bà hàng xóm thì không bao giờ phát triển hết. Tôi nói thẳng luôn á. Thế bây giờ phải làm sao? Bây giờ thực sự ông kia cậu nói chuyện rồi đúng không? Nhưng ông vẫn không chịu nhận đúng không? Đúng rồi, không có nhận á. Vậy thì như này á. Con mấy tháng rồi? Cũng được 4 tháng rồi. 4 tháng rồi. Cái chuyện mà tôi quên cậu 1 tháng như là không có nhiều người biết đúng không? Người ta vẫn cứ nghĩ là tôi quên cậu lâu rồi đúng không?
Trên YouTube mình cũng đâu có nói là kiểu quen bao nhiêu đâu đúng không? Người ta chỉ biết là mình quen biết đâu. Người ta biết là mình quen nhau. Người ta đâu biết là quen lâu rồi đúng không? Đúng rồi á. Vậy thì... chắc là... cứ nói thật là bố đứa bé đi. Wait a minute. Cứ nói thật là bố đứa bé đi. Cậu nhận hả? Thì bây giờ nếu mà kiểu như thế, cậu tin là tạo phốt các kiểu không? Hơi bị mệt á. Bây giờ bỏ thì cậu không chịu bỏ đúng không? Tôi cũng không muốn cậu bỏ tại ảnh hưởng sức khỏe các thứ. Mà bây giờ không bỏ thì chẳng lẽ bây giờ người ta gọi cậu là mẹ đơn thân các thứ á, tôi không chịu được. Hay là... cứ bảo là con tôi đi. Sao? Không chịu à? Cậu... chắc chưa? Tôi lo được mà. Nè, đến lúc tôi đẻ là cậu phải nuôi cả hai á. Gì đó, chẳng qua sợ cậu khổ thôi. Tôi cũng không phải là người giàu này kia nhưng mà... để mà nuôi chắc giờ tôi nghỉ công việc các thứ, tôi kiếm công việc mới chắc cũng đủ sống á. Xuất sắc mẹ luôn. Chỉ sợ cậu không quen thôi. Chỉ đủ sống, không biết cậu sống nổi không? Tôi sống khổ thế nào cũng được á. Tôi chỉ sợ con tôi khổ thôi. Thực sự nó rất là bất ngờ, tôi cũng không biết giải quyết sao ấy. Và tôi cũng chưa từng kiểu nghĩ đến cái chuyện này với hai đó. Tôi cũng rất là nhỏ thôi. Giờ nghĩ chuyện này, thực sự tôi đang kiểu bây giờ mình sẽ phải như nào để rồi lại cưới. Trời, thế là không muốn cưới. Không, nhưng sao mà tôi không biết làm điều gì. Muốn nhưng mà giờ hỏi cưới các thứ tôi không hiểu mấy cái lễ nghi đấy. Sợ cậu không, không... sợ nó cậu bị thiệt ý. Không ra đâu, tôi không thấy thiệt đâu. Bây giờ có người nhận con cho là tốt rồi này. Nói chung thì với con gái ấy, thì người ta không sẽ không thấy thiệt nếu như mà mình lấy được một người tốt đâu. À, tôi thấy cậu tốt á, nên là tôi nghĩ là bố mẹ tôi sẽ nghĩ gì về tôi trời mẹ. Tôi chỉ sợ đến lúc bố mẹ cậu biết thì bố mẹ cậu sẽ trách tôi này nọ thôi. Bố mẹ đi chơi thì suốt ngày cứ ở nhà cháu nó ngoan lắm, rồi tự nhiên buồn phát là người ta có bầu, chắc bố mẹ tôi sốc văn hóa quá. Oh my god. Thì bố mẹ cũng mong có cháu này chứ. Nhưng mà có cậu... nhưng mà không phải là tự nhiên có bình thường. Cậu có chắc chắn là cậu sẽ yêu thương con của tôi như con của cậu không? Cái đấy thì tất nhiên là như vậy rồi. Chắc là tôi coi nó là con tôi luôn đấy. Được của nó đấy. Bình thường tôi không yêu sống với con gái luôn á. Thiệt chứ. Đéo tin. Sao tự nhiên cậu lại tốt với tôi đấy? Là thật đấy. Tôi không đùa nữa, bây giờ tôi cũng chỉ muốn đùa chút cho cậu vui thôi. Nhưng mà cứ để ra đi, tôi nuôi. Nhưng mà cứ để ra đi, tôi nuôi. Thế hả, on lấy bố nít không nè? Game thì thằng này đó trời. Tôi vô chẳng qua là kiểu tôi sợ cậu nghĩ quẩn ý. Tôi vô chơi thôi, chứ tôi buồn ngủ lắm rồi. À, sao lúc nãy... hôm nay tôi lúc nãy cậu... lúc nãy cậu có vẻ là không muốn mà. Sao tự nhiên là lại muốn, cậu nghĩ kiểu gì đấy? Thì tôi cũng nghĩ kỹ nữa. Về tất cả những thứ mà tôi được và tôi mất thì tôi cần cậu hơn. Thật đó, nói thật đó. Mất mọi thứ còn hơn là mất cậu. Tôi sợ tôi sẽ hối hận sau này. Cho nên tôi phi vô luôn. Mày là cậu non nhé. Thì cũng đang tính xóa game, đâu nghỉ game á. Tại có thai mà, chơi game quá 180 phút một ngày không tốt. Mà tôi cảm thấy đi, hình như từ đó tôi có thai xong á, tôi bắn hay hơn thì phải. Sao cậu kêu bảo là cậu mới có thai mà sao lại từ đợt cậu có thai, cậu lừa à? Tôi bị nhầm. Thế là bây giờ cậu sẽ nhận được bé này và cưới tôi đúng không? Chắc chưa? Hỏi lại lần cuối chắc chưa? Để đi tôi nuôi, khổ. Nhưng mà thật ra là tôi chọn cậu á. Tôi làm gì có mệt mỏi để gì gì cơ? Toàn là tôi cho cậu á, tôi thử xem cậu thế nào thôi. Chứ làm gì có, trời ơi, tôi chia tay người yêu lâu lắm rồi. Làm gì có người yêu làm chia tay 4 tháng trời. Khoan là sao? Thì là tôi đùa cậu đó, chưa còn được nữa. Chứ làm gì tôi ạ? Cậu có con không? Không. Thế sao? À, là... có chứ, sau này tôi sẽ có với cậu. Thế nãy giờ là sao?
Vì là tròn đó. Tôi từ đầu là tôi từ đầu đến giờ là tôi tròn cậu đó. Không phải tôi nói thật đâu. Đó đây là màn kịch của cậu à? Không phải màn kịch, mà là kiểu các bạn trên. Không, đây là màn kịch, tôi không biết. Đây là không. Cậu biết đây thử tôi nghĩ gì không? Không, cậu nghĩ gì? Tôi lo lắng các kiểu là tôi sẽ nghỉ việc nào, tôi sẽ làm việc gì để sau này tôi nuôi các thứ ấy. Nhưng mà nếu như mà cậu lấy tôi về thì hai đứa cùng làm mà đâu cần phải nuôi đâu, không, gì đấy. Không biết, tôi không nghĩ được cái đấy. Nãy giờ, thực sự hôm nay tôi đang rất là mệt mỏi, ra đường còn bao nhiêu thứ nữa. Xong về đang định nghỉ cậu gọi vô, cậu nói thế. Cậu biết nãy giờ kiểu tôi đau đầu đúng không? Vẫn phải cố gắng để làm cậu vui ấy. Là đâu cậu tròn tôi hả? Đúng rồi, là tớ chỉ muốn biết xem là cậu thực ra là người như thế nào thôi. Tớ không chấp nhận thật về này. Có. Không, tớ chịu. Lúc nãy cậu cũng phải cậu không chấp nhận được việc kia mà. Bây giờ cậu chấp nhận lại đi. Và cậu cũng chấp nhận thôi. Không phải trò đùa, tôi không chịu được. Không phải trò đùa, chỉ là kiểu một phép thử thôi. Nếu kia là thật thì tôi sẵn sàng tôi nuôi đứa bé, nhưng mà cái cảm giác cái lòng tốt tôi đặt không đúng chỗ ấy. Không mà cậu cái lòng tốt của tôi bị đem ra để trêu đùa ấy. Tôi không biết, tôi nghĩ là tôi ọp đây. À! Oh my god. Tại các bạn đấy thề luôn, tại các bạn đấy cho nát quá à. Thật dỗi tôi luôn rồi nè. Nhưng mà không sao á. Mình biết người ta là người tốt á. Thì tròn cũng đáng ha. Trông này, chết luôn rồi. Trời ơi, cái quần què gì vậy? Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc vui vẻ. Nhớ sub kênh và để lại một nút like cũng như một lượt bình luận nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở các clip lần sau nhé.